Mọi người đến với buổi livestream và webinar về cơ hội những cái Q Club. Xin được giới thiệu là Xuân, hiện là giám đốc điều hành của Qco tại Việt Nam. Trước tiên để làm quen với Qco thì xin được giới thiệu về tầm nhìn và sứ mệnh của Qco, những giải pháp mà Qco mang đến cho thị trường châu Á cũng như là cái cơ hội để được nhận quyền về Qco Club, mô hình của Qco Club là gì, nó có những cái điểm gì ưu việt hơn so với những cái mô hình nhượng quyền giáo dục khác, tại sao mà các nhà đầu tư nên lựa chọn cái mô hình nhượng quyền với Qco. Trước khi mà giới thiệu về Qco Asia thì mình xin được giới thiệu hơn về mình. Xin được giới thiệu thêm về mình. Mình đã có hơn 15 năm kinh nghiệm làm trong lĩnh vực giáo dục cũng như là trên cái thị trường giáo dục quốc tế, và mình đã 40 quốc gia để tìm hiểu về những cái phương pháp giáo dục của từng nước. Thì tựu chung lại thì nó cũng sẽ có những cái điểm chung nhất định. Và khi mà mình gặp được cái người founder của Qco Asia là bác David thì rất là ấn tượng, bởi vì là mong muốn của bác David và bác David có chia sẻ với mình thì đó là muốn muốn được mang lại cái cơ học ngoại ngữ chất lượng và bình đẳng dành cho học sinh, cho dù là bạn sống ở quốc, có thể là học sinh sống tại Hàn Quốc này, tại Nhật Bản này, thì cái cơ hội mà để các bạn học tập sẽ khác với học sinh sống tại Indo, tại Philippines hay là tại Việt Nam. Tuy nhiên là cái mơ ước ấp ủ của David đó là cái cơ hội ngoại ngữ có chất lượng thì phải được đến đồng đều cho các em học sinh, các em sống ở đâu. Một cái điều nữa đó là cái việc học ngoại ngữ như vậy thì bắt đầu học ngoại ngữ từ bao giờ sẽ là tốt nhất và làm thế nào để đạt được cái kết quả tốt nhất, thì qua tất cả các cái nghiên cứu đã chỉ ra việc học ngoại ngữ bắt đầu càng sớm thì càng tốt, và nếu như các em học sinh có cơ hội được thực hành hàng ngày thì các em sẽ đạt được cái kết quả tốt nhất. Nhưng mà điều đó không phải là dễ, bởi vì là cái cơ hội học ngoại ngữ và thực hành hàng ngày nó sẽ phụ thuộc rất là nhiều vào như là mình có giáo viên hay không, mình có những cái công cụ để mình làm được điều đó hay không. Thì David muốn giải quyết được hai cái bài toán đó, và chính vì vậy mà David đã đưa ra cái mô hình Qco Club mang đến cho các em học sinh trên toàn châu Á để giúp mang đến cái chất lượng cho các em học sinh, cho dù các em sống ở quốc gia nào, cái cơ hội được học tập thực hành ngôn ngữ từ khi mà các em học sinh còn nhỏ nhất, và giúp cho các em đạt được cái kết quả tốt nhất. Và Qco với nhiều năm phát triển trong lĩnh vực công nghệ này, ứng dụng được cái kỹ công nghệ AI vào đã mang đến cho các em học sinh cái cơ hội này. Và cái trọng tâm chính mà của Qco Club mang đến cho các bạn học sinh đó chính là cái sự lưu loát, cái sự tự tin khi mà các em bắt đầu học với Qco. Và Qco rất là tự hào về kết quả đầu ra học sinh của mình. Trong 2 năm qua thì có đến 6 triệu giờ học của học sinh trên toàn châu Á học cùng với Qco. Và để có thể đo đếm được cái kết quả học tập của các bạn học sinh dựa vào cái phần data học là 6 triệu giờ học đó, thì Qco có mời trường Trinity College để đánh giá cái kết quả đầu ra của các bạn, và nghiên cứu đã cho thấy đó là các bạn học sinh học cùng với Qco thì cái chất lượng của các bạn rất là tốt, đến hơn 95% các bạn đạt được điểm A và điểm B, và hơn nữa cái tỷ lệ mà retention rate, đó là cái tỷ lệ mà học sinh tiếp tục học với Qco thì đạt đến 90%, thì đây là cái con số rất là ấn tượng và rất là tự hào của Qco mang đến cho các nhà đầu tư cũng như là các em học sinh tham gia học tại Qco Club. Như vậy thì giải pháp của Qco là gì và làm như thế nào để Qco có thể đạt được những cái điều mà như mình đã chia sẻ ở trên, thì Qco ứng dụng công nghệ vào trong cái phần học tiếng Anh của các bạn, giúp cho các bạn học sinh có cơ hội học tập cho dù là bạn sống ở đâu vào bất cứ thời điểm nào, có thể là trong những cái dịp thời gian đặc biệt như là trong năm 2020, các bạn học sinh việc học bị gián đoạn rất là nhiều. Nhưng khi học sinh học cùng với Qco Club thì cái việc học tập của các bạn vẫn được tiếp diễn và nó không ảnh hưởng đến kết quả, mà ngược các bạn còn có cái phần kết quả tốt hơn so với là những cái bạn học sinh khác. Phương pháp học tập của Qco cũng được tailor-made cho từng bạn học sinh. Và phương pháp học của Qco thì được áp dụng bởi 4 yếu tố tổng hòa lại. Yếu tố thứ nhất đó là giúp cho các bạn học sinh mỗi ngày đều có cái sự thực
thực hành đều có cái sự học, và các bạn sẽ có mỗi ngày học 15 phút trên ứng dụng QCO. Các bạn có thể học ở bất cứ nơi nào, và để đảm bảo được cái việc là cái mức độ học thường xuyên này thì sẽ giúp cho các bạn học sinh đạt được cái tiến bộ hơn rất là nhiều. Nếu như so với cái việc là một tuần có thể mình chỉ học một lần hoặc hai lần, mỗi lần 2 tiếng, cứ đến cái lần học tiếp theo thì bạn học sinh có thể đã quên mất cái bài học ở đứng trước. Vì vậy cái việc là thực hành thường xuyên nó rất quan trọng trong việc học ngôn ngữ. Cái yếu tố thứ hai tổng hòa vào đó là các bạn học sinh, ngoài cái, sau khi mà các bạn hoàn thành những cái buổi học online tại nhà mà 15 phút thực hành đều đặn mỗi ngày đó, thì các bạn sẽ có cái buổi sinh hoạt tại trung tâm QCO Club để cho các bạn có thể là cùng giao lưu này, gặp gỡ những cái người coach này, thực hành lại các cái bài học này. Thì những buổi học trực tuyến như thế này cũng là... thì những cái buổi mà học trực tiếp này cũng là những cái phần mà rất là quan trọng, đó là cái phần không thể thiếu. Yếu tố thứ ba đó chính là yếu tố gọi là iTest. Làm thế nào để có thể đong đếm được cái kết quả học của bạn học sinh, biết là một học sinh bất kỳ có cần phải được giúp đỡ, hỗ trợ ở phần, phải có cái phần làm bài kiểm tra liên tục, kiểm tra không những chỉ là ở đầu kỳ, cuối kỳ, mà nó còn là xuyên suốt trong cái phần quá trình của bạn học, thì cái người giáo viên hướng dẫn mới có thể biết sâu sát nhất đến từng bạn học sinh và giúp đỡ hỗ trợ cho cái phần của các bạn học tiến bộ. Thì chính vì vậy QCO cung cấp cái phần bài kiểm tra, và nó là bài kiểm tra liên tục, rất là nhiều bài kiểm tra xen kẽ, chứ nó không chỉ là ở đầu kỳ và cuối kỳ. Yếu tố thứ tư tổng hòa vào đó chính là cái phần lớp học iFlip, lớp học trực tuyến với giáo viên bản xứ có chứng chỉ sư phạm đang sinh sống tại khu vực Bắc Mỹ. Phần này mình sẽ đi vào kỹ hơn sau khi chúng ta tìm hiểu về lớp học iFlip. Nhưng tổng hòa của 4 cái yếu tố này, việc học online, việc sinh hoạt học offline tại trung tâm QCO Club, làm bài kiểm tra, và lớp học trực tuyến học với các thầy cô giáo viên bản xứ, sẽ giúp cho cái kết quả học tập của một bạn học sinh đạt được tiến bộ rất là nhiều so với phương pháp học truyền thống, đó là chỉ có những cái buổi học mà tại trường, tại trung tâm thôi. Và QCO Club cũng rất là tự hào khi mà QCO Club là thương hiệu giáo dục phát triển nhanh nhất tại Trung Quốc. Chỉ với hơn năm vừa qua, tính riêng trong năm vừa qua thôi, thì có đến 70 QCO Club đã được xây dựng tại quốc gia này, và có tỷ lệ học sinh theo học lâu năm cao nhất trong ngành giáo dục, cũng như là cái kết quả học tập rất là chất lượng mà các bạn học sinh đã thể hiện ra trong cái quá trình học của mình. QCO Club cũng rất là tự hào có mặt tại Nhật Bản, tại Indo, và bây giờ thương hiệu QCO Club cũng đang đến Việt Nam, mong muốn mang lại cái cơ hội học tập và cái kết quả học tập tốt nhất cho các bạn học sinh tại Việt Nam. Vậy mô hình học của QCO Club và cái mô hình vận hành của trung tâm QCO Club là gì? Đó là mô hình 3 chữ O, và đây là cái mô hình gọi như là tân tiến nhất hiện nay để mang đến cái kết quả học tập tốt cho các bạn học sinh. 3 chữ O ở đây là gì? Thứ nhất là chữ O online, học 15 phút mỗi ngày tại nhà thông qua cái ứng dụng ở trên điện thoại, hoặc là trên iPad hoặc trên máy tính, các bạn học sinh đều có thể học được. Chữ O thứ hai là chữ O offline, cái buổi sinh hoạt một kèm một tại trung tâm QCO Club. Và chữ O thứ ba là chữ O học online ở qua lớp học iFlip với giáo viên bản xứ. Thì đây là cái phương pháp, cái mô hình 3 chữ O mà QCO mang đến cho các nhà đầu tư trong lĩnh vực giáo dục, cũng như là cho các em học sinh. Thì cái phương pháp học ở đây nó là một cái phương pháp rất là tân tiến hiện đại, và nó là phương pháp của hiện tại và tương lai. Chúng ta sẽ đi đến với chữ O đầu tiên, nó là chữ O online, học trên ứng dụng. Thì cái việc học ở trên ứng dụng này sẽ giúp cho học sinh có cái phần hiệu suất học tập tốt hơn, học sinh có cái sự tự giác học tập và rất là hứng thú học tập, bởi vì cái chương trình ứng dụng đó đã được thiết kế để dành riêng cho các bạn học sinh tự học thông qua điện thoại, thông qua iPad hoặc là máy tính. Thì mình có cả hai cái giải pháp, nó tên là Talking Pass, thì dành cho học sinh ở lứa tuổi mầm non, và QCO Talk dành cho các bạn từ 6 tuổi trở lên, thì các bạn rất là dễ dàng có thể học được thông qua cái ứng dụng này. Mọi người có thể nói là nếu như mà một học sinh nhỏ quá thì làm sao đã học được ở trên ứng dụng điện thoại, đúng không ạ? Nhưng mà các học sinh của QCO đã chứng minh điều ngược lại. Các em học tập và thích nghi rất nhanh, và các em rất là hào hứng, hứng thú. Cái phần mà học tập thông qua trực
trực tuyến thông qua cái phần mềm trên điện thoại, thì bây giờ nó đã trở nên phổ biến, và các em học sinh thì các em đã sống ở trong một cái thế giới rất là hiện đại, và cái việc học này là cái việc mà các em rất là thích thú. Thì để bắt đầu vào trong cái gói học thông qua ứng dụng QCO Talk, thì trước hết là các em học sinh sẽ có cái bài kiểm tra đầu vào. QCO sẽ cung cấp cái bài kiểm tra này dành cho mình, tức là đối với những nhà đầu tư mà mình vận hành QCO Club thì mình không cần phải tự phát triển hệ thống bài kiểm tra. Trên ứng dụng đã có sẵn bài kiểm tra 60 phút đầu vào để có thể phân loại được học sinh. Thì các em sẽ bắt đầu vào để làm cái bài kiểm tra này. Nó bao gồm cả kỹ năng nghe, nói, có cả bao gồm câu, thì nó sẽ phân loại ra được học sinh lúc đó các bạn nằm ở trong cái gói trình độ nào. Thì cái điểm số quy ra nó cũng sẽ quy chuẩn theo cái khung của QCO, tương đương với khung quy chuẩn châu Âu TOEIC, IELTS hay là TOEFL. Sau khi mà một bạn học sinh mình đã biết là mình ở trình độ nào, thì là cái ứng dụng nó sẽ mang đến cái phần học gói học dành cho các bạn học sinh. Và để mà có thể giải quyết được cái bài toán là làm sao học sinh có thể học đều đặn được mỗi ngày, thì trên ứng dụng của QCO bài học được chia ra là mình có thể thấy ở đây là day 1, day 2, day 3, day 4, day 5, ngày 1, ngày 2, ngày 3, ngày 4, ngày 5. Các bạn học sinh sẽ học ở theo những cái topic ở trên đó. Thì cái việc này sẽ mang đến cái tần suất học thường xuyên đều đặn dành cho các bạn học sinh, và từ đó mang lại cái kết quả rất là tốt dành cho các bạn. Mỗi cái bài học của QCO, trong mỗi ngày học, các bạn không cần phải học 1 tiếng, 2 tiếng. Cái sự đều đặn là quan trọng hơn. Thì QCO sẽ mong rằng là các bạn có thể đảm bảo được cái tần suất là 20 phút nhưng đều đặn mỗi ngày. Thì trên này mình có từ cái việc là các cái bài nghe này, các cái bài nói, và rất là tương tác với bên trong ứng dụng. Thì trên này nó cũng sẽ quy định là có những bài là có 2 ngôi sao hay là 3 ngôi sao. Thì nó có ý nghĩa đó là các bạn học sinh sẽ phải tương đương là học cái bài đó 2 lần hay là 3 lần. Bởi vì là học đối với học sinh thì mình cần phải học lặp đi lặp lại thì các bạn mới có đảm bảo nhớ và đảm bảo cái kết quả cho những bài học đó. Và cái phương pháp học ở trên ứng dụng này, QCO đã nghiên cứu cùng với trường Trinity College London để đưa ra trình học cho các bạn. Thì mình sẽ có là học từ, tiến cái việc là lên câu, lên đoạn hội thoại. Và tất cả những cái phần này là những cái phần tính tương tác rất là cao. Bởi vì sao? Bởi vì QCO có ứng dụng công nghệ nhận diện giọng nói ở bên trong ứng dụng. Thì khi mà học sinh nói vào bên trong ứng dụng thì ứng dụng ngay lập tức thu lại cái lời nói của các bạn này, đưa ra những cái phần đánh giá kết quả học tập của các bạn học sinh. Thì qua từng từ, từng câu, từng cái đoạn hội thoại, các bạn học sinh sẽ nhìn thấy được là mình đang làm cái phần nào tốt, và có thể là những phần nào mình đang cần cố gắng hơn, thì ứng dụng sẽ chỉ ra cho bạn học sinh nhìn thấy được. Đương nhiên là bố mẹ và các cái cô, những cái người hướng dẫn của QCO cũng sẽ có toàn bộ cái phần liệu này. Nhưng để học sinh có cái sự tự nhận biết thì đó cũng là một cái điều quan trọng, và nó cũng là một cái điểm mới rất là khác biệt. Thì cái công nghệ nhận diện giọng nói là một cái phần rất là đặc biệt trong ứng dụng học của QCO. Toàn bộ cái dữ liệu học này của các bạn học sinh cũng sẽ được lưu trữ lại trong những cái thang báo cáo để giúp cho những cái người hướng dẫn, những cái người là học của từng em. Thông thường nếu như chưa có cái sự hỗ trợ của ứng dụng để có thể sâu sát được vào đến từng học sinh thì nó sẽ khá là khó khăn và nó sẽ khá là vất vả cho các cái người thầy cô giáo. Tuy nhiên nhờ có sự hỗ trợ của ứng dụng thì bây giờ cái việc những cái người thầy cô giáo có thể phát huy được nhiều hơn cái vai trò của mình trong việc là giúp đỡ hỗ trợ từng em học sinh, bởi vì mỗi bạn sẽ có những cái đặc điểm khác nhau, sẽ có những cái điểm mạnh, những cái điểm khác nhau, và chúng ta để có thể mang đến được cái kết quả học tập tốt nhất cho các bạn học sinh thì chúng ta cần biết được từng bạn điểm mạnh điểm yếu như thế nào. Thì ứng dụng của QCO sẽ hỗ trợ cho các người thầy cô giáo, những người hướng dẫn đi sâu đi sát được vào từng cái phần này. Toàn bộ phần học của các bạn học sinh sẽ được lưu lại ở bên trong ứng dụng, và đối với người thầy cô giáo, người quản lý trung tâm thì mình sẽ có tài khoản để mình có thể vào được và truy cập cái cơ sở dữ liệu này. QCO cũng sẽ hỗ trợ mình để có thể lưu lại toàn bộ cái cơ sở học dữ liệu đó. Thì chỉ trong một cái cú click chuột thôi, công việc của những cái người quản lý đã trở nên dễ dàng hơn rất là nhiều. Chúng ta có thể xem được lịch sử học của một bạn học sinh, của một lớp hay là của cả trung tâm của chúng ta, theo dõi, đánh giá, so sánh được
kết quả của các bạn học sinh, và nó sẽ chi tiết vào đến mức là từng cái ngày học, một bạn học sinh học được bao nhiêu phút, các bạn học được bao nhiêu từ, so sánh các bạn với nhau, và có cả những cái thang đánh giá so sánh với học sinh quốc tế để giúp tạo động lực cho các bạn học sinh. Các bạn sẽ cố gắng để tiến bộ hơn nhiều. Thì cái phần theo dõi kết quả học tập trực tuyến này sẽ là một cái phần sức mạnh giúp cho chúng ta nâng cao kết quả học tập của các bạn học sinh, mà tiết kiệm được thời gian và chi phí rất là nhiều, bởi vì không cần phải có những cái bài kiểm tra bằng giấy, tốn rất là nhiều thời gian để tổng hợp đánh giá kết quả, mà toàn bộ thông tin này đã có ở trên ứng dụng, đã giúp cho các thầy cô giáo từ đó nâng cao kết quả học của các bạn học sinh. Sau khi mà các bạn học sinh đã được chuẩn bị trong suốt những cái bài học tại nhà với cái mức độ thực hành rất là thường xuyên, thì các bạn sẽ có cái phần tham gia sinh hoạt offline tại trung tâm QCO Club. Vậy thì những cái buổi sinh hoạt offline tại trung tâm QCO có những cái hoạt động gì? Trước hết là đến cái buổi sinh hoạt tại trung tâm QCO Club được thiết kế theo phong cách rất là hiện đại, không gian mở để giúp cho các bạn học sinh có thể giao lưu với nhau tốt hơn. Các bạn học sinh có thể cảm thấy rất là thoải mái hơn, thì mọi người có thể nhìn thấy cái phần thiết kế ở đây là một cái phần không gian rất là mở, giúp cho các bạn học sinh hoàn toàn thoải mái khi đến với QCO Club. Và hơn nữa, đặc biệt hơn nữa, đó là nhìn vào chúng ta đã thấy đây là một cái trung tâm sinh hoạt về công nghệ, thì đây là cũng là một điều mà rất là thu hút đối với các bạn học sinh với những cái phần thiết kế rất là hiện đại như thế này. Đến với buổi học tại trung tâm QCO Club, các bạn học sinh cũng sẽ qua được đủ 4 kỹ năng từ nghe, nói, đọc và viết. Và đặc biệt hơn thì còn có cả cái phần là các bạn cần phải biểu diễn. Nó gọi là những cái buổi iShow để giúp cho các bạn học sinh tăng cường cái khả năng tự tin giao tiếp trong khi mà học ngôn ngữ của mình. Những cái hoạt động tại QCO Club này, khi mà một bạn học sinh đến cái buổi sinh hoạt đó, thì các bạn cũng sẽ đi qua những cái phần như là kiểm tra lại bài học của mình này, học cùng với lại là những kỹ năng mềm, họ làm bài đọc này, làm bài viết này, và gặp những cái người giáo viên hướng dẫn tham gia những cái buổi hoạt động giao lưu thực hành cùng với các bạn. Thì cái phần này khi mà các bạn đến đây, các bạn cũng sẽ gặp những cái học viên khác ở trung tâm QCO Club, sẽ gặp những cái người hướng dẫn xem xét lại toàn bộ những cái hành trình học của các bạn ở trong những cái buổi học trước. Thì toàn bộ cái phần này sẽ giúp cho các bạn cảm thấy rất là hào hứng hơn, có cái sự gắn kết hơn nhiều. Và cái vai trò của người thầy cô giáo, những cái người hướng dẫn là không thể thiếu để giúp cho các bạn học sinh, gọi như là để giúp hướng dẫn cho các bạn học sinh, các bạn đã, đang và sắp cần phải. Thì các bạn học sinh rất là hứng khởi, nhưng mà đến không những chỉ thì là các bạn có cái phần việc học được đương nhiên là chính rồi, các bạn còn có những cái hoạt động đặc biệt tại QCO Club, thì có thể như là có những cái buổi mà nó theo team, sẽ có những ngày mà các bạn học thông qua cái việc là các bạn học nấu ăn cùng nhau này, hay là sẽ có những cái buổi trò chơi thách cho các bạn học sinh này, sẽ có những cái phần team này, thì trung tâm QCO Club cũng sẽ đưa ra hàng tuần để khiến cho các bạn học sinh bất ngờ và hào hứng hơn khi mà các bạn đến học tại đây. Toàn bộ những cái phần về giáo trình, bài học, bài nghe, bài nói, bài đọc thì QCO Club cũng sẽ chuyển giao lại dành cho người chủ trung tâm để giúp cho mình có thể vận hành được. Cái phần giáo trình này QCO Club sẽ chuyển giao lại và sẽ có cái phần training hướng dẫn giúp cho người chủ trung tâm cũng như là những cái người coach ở trung tâm mình có thể mình vận hành được. Sau khi mà các bạn học sinh, các bạn đã đọc này, các bạn đã học thuộc, biết được cái nội dung học của mình, thì đương nhiên là mình muốn là các bạn phải tự tin. Còn nếu như mình học mà mình không thể nào mà mình giao tiếp, mình thuyết trình hay là mình nói chuyện được, thì đó cũng chưa phải là cái phần là mình đã thành công trong cái việc là học của các bạn nhau. Thì cái buổi offline tại QCO Club thì mình có một cái phần riêng liên quan đến cái phần là giúp cho các bạn biểu diễn, dám nói trước đám đông, dám tự tin hơn để giao tiếp, thì những cái phần này sẽ là một cái phần cũng rất là đặc biệt, và đặc biệt là những khách hàng của chúng ta, các phụ huynh thì rất là thích thú với phần này, bởi vì họ được trực tiếp nhìn thấy các bạn nhỏ tự tin như thế nào khi mà có thể là nói, có thể thuyết trình trước camera và trước mọi người. Tại trung tâm QCO Club thì cũng có thiết kế những cái phần thưởng dành cho các bạn học sinh để cho khuyến khích các bạn cố gắng học tập nhiều hơn. Thì mình có những phần như là đồng tiền QCO này, hay là những cái phần thưởng, phần quà dành cho các bạn học sinh khi mà các bạn đã siêu tầm đủ điểm số để mình có thể đạt được đến một cái khung nào đó. Thì những cái phần này là những cái phần mà các bạn học sinh vô cùng yêu thích.
tất cả những cái thiết kế hay là những cái gợi ý đưa ra để cho mình có thể vận hành được theo cái cách như thế này thì Kiko cũng sẽ chuyển giao lại cho các nhà đầu tư. Vậy là chúng ta đã đi qua cái chữ O thứ hai là những cái buổi sinh hoạt trực tiếp tại trung tâm Kiko Club dành cho các bạn học sinh. Và để cấu thành nên cái sự thành công của Kiko thì nó có ba chữ O. Thì chữ O đầu tiên là học online trên ứng dụng. Chữ O thứ hai là những cái buổi học sinh hoạt trực tiếp tại Kiko Club. Và chúng ta sẽ đến với chữ O thứ ba, nó là chữ O học online một kèm một với giáo viên Mỹ thông qua lớp học iFlip. Thì khi mà để đầu tư cho cái phần giáo dục và đặc cái trường trung tâm dạy Anh ngữ thì chi phí dành cho giáo viên bản xứ là một cái phần chi phí rất là lớn. Kiko muốn giúp cho các cái nhà đầu tư trong lĩnh vực giáo dục có thể tinh giản được cái chi phí này, đồng thời mang lại một cái kết quả học tập tốt hơn, thì cái phần đó phải đến từ cái việc là mình có những cái giáo viên có chứng chỉ sư phạm thực sự là người bản xứ đang sinh sống tại những cái quốc gia đó. Thì chính vì vậy mà Kiko mang đến đội ngũ hơn 10.000 giáo viên có chứng chỉ sư phạm hợp tác với Kiko, và những cái người giáo viên này sẽ giúp hỗ trợ dạy buổi học tiếng Anh một kèm một dành cho các cái học viên của mình. Như vậy là cái mô hình nhân viên trực tiếp mà mình cần cho Kiko Club đã được tinh giản hơn rất là nhiều, bởi vì phần lớn giáo viên là sẽ là giáo viên online thông qua lớp học iFlip. Vậy thì những cái người mà vận hành tại trung tâm Kiko Club thì mình sẽ có thể tinh giản được cái phần đó, thì có thể sẽ có gương mặt đại diện, đương nhiên là sẽ vẫn phải cần có gương mặt đại diện giáo viên bản xứ tại trung tâm Kiko Club hoặc và những cái người coach hướng dẫn cho các bạn học sinh, nên không cần một cái đội ngũ quá là đông đảo, thì cái phần đó những nhà đầu tư có thể quyết định. Cái phần quan trọng nhất sẽ là những cái người giáo viên chính dạy online cho các bạn một kèm một tại lớp học iFlip. Thì những cái phần này thì Kiko đã cung cấp cái đội ngũ giáo viên, hướng dẫn viên đã hợp tác với Kiko rồi. Và những cái người giáo viên này họ có chứng chỉ sư phạm đang sinh sống tại quốc gia đó. Với cái việc là học một kèm một thì nó sẽ chất lượng hơn rất là nhiều. Trong lớp học truyền thống thì có thể là có đến giả sử như là 20, 30 bạn học viên trong một lớp học với một người giáo viên, thì mỗi một buổi học có thể giáo viên chỉ có trực tiếp là 1 phút, 2 phút dành cho một bạn học viên thôi. Nhưng với cái mô hình là học một kèm một thì một bạn học sinh sẽ có đến tận 20 phút học với một giáo viên, thì cái kết quả học từ đó nó cũng sẽ được nâng lên rất là nhiều. Thì trên ứng dụng học của Kiko, khi mà một bạn học sinh đã thu thập đủ cái số ngôi sao để mình đến với cái buổi học online với giáo viên này, thì mình sẽ có thể đặt trực tiếp buổi học với giáo viên bản xứ thông qua cái ứng dụng của Kiko. Và trên này là mình có thể thấy là cái cách để đặt lịch học. Đương nhiên là những người hướng dẫn tại Kiko Club cũng luôn luôn có thể hỗ trợ bạn học sinh để các bạn đặt được cái giờ học này. Sau khi giáo viên họ nhìn thấy giờ học của bạn học sinh đã đặt rồi thì giáo viên họ sẽ chấp nhận cái lịch đó và các bạn sẽ tiến đến cái buổi học trực tiếp với bạn học sinh. Thì lúc đó thì sẽ là 20 phút học một kèm một và tương tác rất là nhiều với bạn học sinh. Buổi học học xong để có tự học hơn sau thì mình sẽ có cái phần là đánh giá dành cho cái buổi học đó từ cả giáo viên và từ cả bạn học sinh nữa. Tổng kết lại về mô hình học của Kiko thì đó chính là ba chữ O, online cộng offline cộng online mà Kiko mang đến cho các nhà đầu tư ở trong lĩnh vực giáo dục. Thì mình sẽ có cái phần hoàn toàn là chuyển giao lại công nghệ này, chuyển giao lại giáo trình này, đào tạo đội ngũ hướng dẫn, hỗ trợ để cho mình có thể vận hành được cái mô hình học này. Và đây là cái phương pháp học hiện đại có kết hợp cả cái phần học truyền thống ở trong này nữa, thì giúp cho học sinh sẽ đạt được kết quả cao nhất. Điều mà làm nên thành công của Kiko như đã chia sẻ thì trước hết là đến từ cái phần giá trị dành cho nhà đầu tư, khi mà mình đã tinh giản được chi phí đầu tư này, hoạt động dễ dàng này và rất là dễ dàng để mở rộng được quy mô. Chi phí học tập thì cũng hợp lý hơn dành cho các phụ huynh, các bạn học sinh với hiệu quả cao và tỷ lệ học sinh tiếp tục theo học thì cao nhất ở trong tất cả các hệ thống trung tâm. Mình tinh giản được cái phần hệ thống, mình tinh giản được cái chi phí đầu tư trực tiếp vào giáo viên bản xứ thì đó cũng là một cái phần chi phí mà nhà đầu tư đã có thể tiết kiệm được rất là nhiều. Thứ hai đó là rất tiện lợi cho các bạn học sinh, các bạn có thể dễ dàng học mọi lúc mọi nơi và giúp cho học sinh tăng được cái phần phản xạ học mỗi ngày và các bạn có thể tự tin giao tiếp hơn. Ứng dụng công nghệ, ứng dụng AI của Kiko đưa vào trong cái phần học tập của các bạn đã giúp hỗ trợ cho cái kết quả học tập của bạn học sinh cũng như là cái công việc của người giáo viên được hiệu quả hơn rất là nhiều.
Bên cạnh đó thì ví dụ như khi mà chúng ta mở một cái trung tâm ngoại ngữ thì cái phần như là một cái mặt bằng yêu cầu thường là một cái mặt bằng rất là lớn cũng đã là một cái điều đau đầu dành cho các nhà đầu tư rồi. Thì với cái mô hình của Cuco Club không yêu cầu một cái footprint, một cái mặt sàn phải rất là rộng lớn mà có thể là một cái mặt sàn khoảng 150 mét mà mình có là mình đã có thể bắt đầu mở và vận hành một cái trung tâm Cuco Club rồi. Mô hình này với cái sự linh hoạt của nó kết hợp nhiều yếu tố thì sẽ giúp cho các nhà đầu tư những cái người vận hành trung tâm Cuco Club đảm bảo được cái hiệu suất tỷ suất đầu tư của mình cho dù là có thể có sẽ có rất là nhiều những cái sự thay đổi kể từ năm nay cho đến tương lai trong cái việc dạy và học. Thì vì cái mô hình của Cuco là cái mô hình hiện đại và tân tiến nhất thì các nhà đầu tư có thể yên tâm về cái phần đó. Và mô hình này đã được chứng minh sự thành công ở tại thị trường châu Á, giải quyết được những cái bài toán khó khăn nhất dành cho các cái nhà đầu tư ở trong lĩnh vực giáo dục. Chính vì vậy mà Kyoko rất là tự tin vào cái sự thành công của mình khi mà có thể tìm được nhà đầu tư phù hợp để phát triển mô hình của Kyoko tại Việt Nam.